Vâng. Hôm nay thì Shopshipman mình ấy tiếp tục giới thiệu cho anh em xem một chiếc Zippo cao cấp anh em nhé. Đây, cái sản phẩm này thì nó được đựng trong hộp màu đen và cây này là cây Zippo Amor anh em nhé, chủ đề về hội tam điểm. Khá là đẹp. Cây này thì ngày trước mình có nhập về xong một thời gian thì cháy hàng. Thì hôm nay mình phải nhập thêm cho anh em để phục vụ nhu cầu chơi Tết của anh em nhé. Thì cây này theo mình nghĩ là anh em mua để sử dụng thì rất là tuyệt vời anh em nhé. Tại vì chủ đề cũng khá là đẹp và nó rất là bền. Cây này thì được khắc bốn mặt, mặt trước anh em nhé, này, mặt trước này, mặt bên, mặt sau và cạnh bên nữa anh em nhé. Đây là một phiên bản limit anh em nhé, số giới hạn. Thì cái số giới hạn thì có cái số nào thì mình sẽ quay cho anh em số đấy. Thì trước tiên nói về cái chất liệu sản phẩm thì sản phẩm này là bằng đồng anh em nhé, cái vỏ này là bằng đồng đấy, xong rồi được rồi khắc chìm ở cái chủ đề đây. Đấy, chủ đề này là nói về cái hội tam điểm anh em nhé. Đây, trên đây thì có một cái con mắt. Ở trên đây thì chắc là cái này là không biết là có phải là chòm sao hay không, chòm sao. Còn cái này thì là quả địa cầu anh em nhé. Ở bên dưới đây thì nó như thế này đây. Còn những cái mà anh em nhìn thấy màu trắng đây thì nó làm theo cái hình thức là nó khắc chìm sâu các cái sản phẩm đồng này này, xong rồi nó ghép vào anh em nhé, giống như một cái emblem này, nó ghép vào. Cái ghép này thì rất là tinh xảo và anh em yên tâm là không sợ nó bị bong chóc anh em nhé, rất là bền. Mà nếu như có trong trường hợp anh em dùng rơi rớt mà nó có bong thì anh em cũng có thể gắn lại bằng keo anh em nhé. Này, cái chủ đề này thì anh em dùng chắc chắn không bao giờ có thể mòn được. Đây, phần thân và phần nắp cái này thì rất là kín. Bản lề thì có 5 chấu anh em nhé, đều tròn và kín luôn. Đây, mặt sau thì có số limit thì tí nữa mình sẽ bóc ra cho anh em. Còn hai cạnh này thì như nhau anh em nhé. Cái này thì anh em mua làm quà tặng cũng được, tặng cái dịp Tết này. Đây, cái này thì số limit là 801 trên 1.000 anh em nhé. Cái này mặt sau thì được khắc chìm. Đấy, thân và nắp kín. Về cái mộc đáy của sản phẩm là mộc đáy lồi, nét chữ rất là rõ ràng luôn. Mộc đáy lồi sản xuất năm 22. Và bây giờ mình test âm cho anh em nghe nhé. Về cái âm thanh của sản phẩm thì nó cũng xem như những cái Amo khác anh em nhé. Cây này thì nó thiên về cái vẻ đẹp và thiên về độ bền anh em nhé. Còn cái âm thanh thì mình sẽ không hứa với anh em. Cây này anh em lấy thì alo cho shop, mã số sản phẩm mình đánh dấu trên đây nhé. ZC84 anh em nhé, ZC84. Bên trong có màu vàng của đồng, đôi khi nó lem lem này bình thường. Vỏ thì rất là dày dặn và cứng cáp, bản lề cứng cáp. Ruột và vỏ sản xuất trùng năm anh em nhé, trùng năm 22. Còn chữ cái ABC thì thường là lệch nhau mấy tháng, không quan trọng. Ruột sản phẩm này có màu vàng. Thực ra cái ruột vàng và ruột trắng thì nó cũng như nhau anh em nhé, nó chỉ khác nhau với về cái màu sắc thôi, độ bền cũng như nhau cả. Cổ đã cao bằng đồng và bánh xe cắt xéo sâu. Các cái chi tiết là mình quay rất là rõ ràng rồi, anh em nhìn thoáng qua là biết nhá. Cứ mỗi lần châm xăng thì anh em châm vào dưới đây và dùng tầm khoảng 1 tuần lễ là bình thường. Sợi tiêm thanh mảnh có một sợi chỉ màu vàng quấn quanh. Shop sẽ bảo hành trọn đời cho cái lưỡi gà này anh em nhé. Anh em dùng có vấn đề gì thì alo cho shop đây. Cái này thì ở trên thị trường Việt Nam bây giờ cũng khá là hiếm người bán nhé. Ok. Và sản phẩm này thì hiện tại shop Zipman mình đang phân phối giá chỉ là 1 triệu 450 nghìn cho một chiếc Zippo cao cấp xuất Nhật anh em nhé. Anh em muốn lấy cái này thì nhanh tay alo cho shop nha. Vâng, anh em xem video cho shop thì một đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt.